Xin chào Flower. Flower mọi người ơi. Là luôn rồi mọi người. Một con cá con mồi cá nó nhảy ghê luôn á, còn mồi mồi tôm á thì nó không dính đâu nha, mồi cá là mình câu là dính nè. Con này chắc là 17-18 mình vừa mới quăng xuống á là nó dính một con, nãy giờ nghĩ dính được hai con rồi, coi như là vừa đủ luôn á. Dính à, dính cá rồi. Ủa, con nó bự dữ ta. Con này khá là bự luôn á. Con này bự á nha, con này chắc 2 mấy inch quá. Vô cái gì anh Tấn? Con cá bự lắm. Con này chắc 2 mấy inch quá. Hả? Trời, nó ăn rồi coi kìa. Ăn mất cái đầu luôn nè. Con nó ăn, nó cắn đứt cái đầu cá luôn. Ồ mẹ, nhìn nó không ăn chúng ấy hả? Cá nó đang ăn rất là mạnh luôn á. Ở bên đây buổi chiều người ta cũng xuống tàu nhiều lắm, người tàu để mà người ta đi câu cá. Thì ở đây nó có những cái bãi tàu, bên đó là cái bãi tàu, đi qua quay ra cái đầu bãi đá đó người ta câu á. Thì nãy giờ nghĩ xuống dưới đây là nghĩ thấy người ta dính là khoảng cỡ 3-4 con rồi. Dính cá mọi người. Cá nó dính 2-3 cân luôn hay gì vậy? Nó dướng hả? Đó, dính. Sống dữ vậy ta. Con cá đó, cá mà đây dưới đó. Lên luôn coi chừng nó sống bây giờ. Đó, lấy cái dầu vớt. Ủa nó dính cá bự không nha. Hồi nãy anh dính một con cá cũng bự lắm, bây giờ dính thêm con này nữa. Nãy giờ 2 con bự không ạ? Con này chắc khoảng 20 inch hơn á. Ở đây cá người câu được á, mình câu được gần thả xuống đây. Cái này của anh Tấn câu được một con, 3 con lượng, nhưng mà anh cột bên kia 2 con rồi. Nghĩa thì Nghĩa câu 2 con, mình câu xuống mình thả xuống dưới đây á, nó không có chết. Bên chỗ Nghĩa thì ở đây nè, 2 con cột à. Đó, đây là 2 con Nghĩa câu á, sống ở đây, anh vừa tới luôn.